Trận thi đấu thứ hai trong xê đấu đầu tiên. Pamran là quân của chim sẻ và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang trong thời gian để cố gắng phát thêm một kênh YouTube nữa. Hiện tại thì Talk đang không tải được hết, đang có khoảng 17-18.000 người xem theo dõi kênh 1 của Game TV. Đây không phải là vấn đề về nguồn phát mà đây là vấn đề ở bên phía server của Talk ở bên Villa Game. Tôi đang cố gắng khắc phục bằng cách sẽ tạo thêm 1-2 kênh nữa thôi. Các bạn hãy cố gắng chờ xem và chúng tôi sẽ post link lên ngay. Trở lại với trận đấu này. Pamran. Hai dân đầu tiên đi dò luôn, gặp bầy hiêu. Đá một con về trước chăng? Vừa rồi là một hành động phi vào giữa bầy hiêu. Đưa về bét. Vâng, có quả phụ rồi. Tươi. Tìm thêm đôi voi nữa là đẹp. Vâng, như vậy thông tin từ khán giả bảo vệ thì bên phía BB là người cầm sen trận thiếu này. Pan và đối đầu với sen. Hết đầu đã đủ để có thể đóng vào ngay phút thứ tư trong game rất sớm. Việc có những cây gỗ gần nhà thuận lợi cho những việc ép đời. Mà chim đúng người thì ép đời siêu chuẩn rồi. Không đồ lùa về, nhưng với cái bầy hiêu, một chiếc BS nhân 2, một bầy hiêu ăn sớm như thế này thì cũng chẳng cần đồ lùa về đâu, như nhau cả thôi, chậm hơn có tí, không tính tiền. Cắt dần ăn luôn quả phụ. Một bãi quả phụ có tới 6 cây, như vậy là tươi. Cần tìm thêm gì nữa không? Với 2 bãi quả và 4 con hiêu ép một bài không? Đánh 19 dần rồi. Vâng, vừa rồi là một pha tôi đang hơi mất tay để có thể phát thêm một kênh YouTube nữa. Trở lại trận đấu thì vừa xong. Chim đã kích đời 9 phút 53 giây với 19 lông dân pa. Siêu chuẩn. Cực chuẩn một bài đánh pan.
Như vậy thì không hề ngắm bài sen lên sớm. Thực tế mà nói thì việc pan mà ép phũ được vâng với những tuần lạc đá đều hai nhà ngay từ thời điểm ban đầu của mình thì cũng chả sợ vâng lên sớm hơn sen rất nhiều. Sen có liều mạng đánh cung trận thiếu hay không? Đánh cung xác định luôn. Vâng, bãi gỗ rất xấu của BB. Bây giờ thì đã nhìn thấy bãi gỗ và ít phút nữa thì sẽ mang lạc đà vào chém chứ ngựa giò chưa cần chọc vội. Ngựa giò đã đầy đủ công giáp rồi. Lọt một con ngựa giò vào nhà nhưng không sao, không có gì phải ngại cả. Đen ruộng đi và vào tiêu diệt con ngựa giò này. Chỉ với ba cái chém là nó sẽ làm xuống hợp và con lông dân vẫn giữ được, chưa chết dân nào cả. Việc pan giữ lông dân là cực kỳ quan trọng. Chim biết cách làm điều này. Nhà BB rất xấu. Một bãi gỗ khác của BB chưa hề bò bế. Bốn con lông dân đang ở đây. BB chưa có bánh xe. Đang chết rất nhiều dân rồi. Cần phải dò kỹ hơn, tìm ra những cái nhà phù của BB. BB chắc chắn sẽ đánh phù. Chim đã lên đánh xe chưa? Đây rồi, tôi vừa nói xong thì có một nhà P. Còn bây giờ thì các bạn hãy vào cả kênh 1 và kênh 2 và san đỡ sang kênh YouTube để có thể theo dõi trận đấu này. Kênh YouTube đã lên rồi. Rồi do sự cố đường truyền ở ngoài biển thôi, việc phát YouTube nó không được mượt mà như bình thường. Vâng, một quyết định phát duy nhất kênh Talk đang là hơi sai lầm. Các bạn phải thông cảm cho chúng tôi thôi. Thọ không tải được nhiệt. 21.000. Không thể chịu được một con số lượng người xem quá nhiều như vậy. Và bãi vàng đã bùng, chém vào bãi vàng. Lông dân phía ngoài kìa rất nhiều. Bây giờ thì đã có những con cung R. Tất cả những khu vực bò nhỏ cũng như những con phù thủy, những con phù thủy của BB thì những con cung R sẽ làm việc hết. 28/44. Lực đề hồi. Ruộng lương có. Chẳng thiếu gì cả. Bánh xe có. Lợi thế cực lớn đang nghiêng của chim. Bây giờ sẽ là một con cung R lên phá tan cái khu vực bãi gỗ này. BB cũng đã én hết rồi. Ở nhà không phải kia con phù thủy kia không hù đâu, không đã hù được một con, không sao, nâng cấp chặt gỗ luôn. Chim đang khá phú. Bãi vàng tắc, bãi vàng của chim đang tắc. Vậy e. Vâng, nếu hết chỗ lông dân này thì Bi sẽ quýt. Vẫn đang chảy cối bằng những con phù được đẻ ra. Hơi khó cho Bi Bi. Bi Bi thì vẫn háo hức, vẫn thích công lên. Chim đang hết gỗ, tên này có lọt không? Vâng, may quá vừa kịp. Không. Vâng, một pha dường như là đánh cho Bi vui thôi. Đánh kiểu đấy cho Bi vui thôi. Không lại bảo là không cho vào. Vâng, Bi vào rồi thì cũng chết gần hết.
chạy thoát, hình như là chạy thoát được một con lạc đà thì phải. Số lượng cũng như lạc đà của chim đang rất nhiều. Tham nai đè khá mạnh rồi. Tham nai của BB bây giờ chỉ rơi vào khoảng 20, nhiều lắm là 20. Bây giờ tất cả nông dân ở trong nhà đi quản bản đồ, quản map con và vẽ ruộng. Ở nhà chính của Bi dường như đang có gì, chim sẻ cần những pha kene tìm dân thôi. Vâng, đánh nó phải giống phong cách của anh, kene tìm dân. Đấy, nhà chính vẫn có dân. Phía bên ngoài vẫn còn phù và những con lồng dân, những thằng chạy nhông kèn khắp bản đồ. BB đã ăn vàng ở đâu? Vẫn có vàng sóc phù. Vâng, BB tiếp tục resize mà không nói một lời. Vâng, tại sao? Vâng, tại sao? Lời nói thì có mất gì đâu. Như vậy là tỷ số đã là 2-0 trong trận đấu đầu tiên. Và chúng ta cùng chờ đợi trong mấy phút để đến với trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ dừng lại một chút để có thể khắc phục kỹ thuật